Thế là hôm qua là mẹ của Sử là lại về đây à? Vâng. Mẹ thấy ông kể với anh là ra xin thóc à? Vâng. Nhưng mà ông có cho không? Ông không cho đâu. Ông không cho à? Nhưng mà cái lý do nào mà em sợ mẹ em? Em chỉ sợ thôi. Em chỉ sợ thôi à? Nhưng mà đấy là mẹ của em mà, thế mà tại sao em lại không sợ? Hôm trước trước là không chọn em đúng không? Vâng. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh nhà bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Vừa lên thì đang bắt gặp ông là lên ở đây lấy củi. Không biết là hai em là đã đi đâu rồi mà không thấy lên để mà lấy củi cùng ông. Bây giờ thì cháu Đức sẽ hỏi ông xem là hai anh em là đi đâu rồi các bác nhá. Tu sư là tu hai, bây giờ không nhau rồi gì? Ông vừa bảo là hai anh em thì đi đâu là ông không có biết cô bác ạ. Dèm mới đẹo hôn đưa bà. Ở đây thì cháu được hỏi ông là về lấy củi lâu chưa có bác, thì ông bảo là đây lên lên lâu rồi. Phải nói là ông là một người ông mà hy sinh thầm lặng cho hai anh em để hiện tại hai anh em được lớn khôn như bây giờ có bác. Trong khoảng thời gian thì cháu được lên ghi hình ấy, thì có bác anh chị cũng đã thương yêu ba ông cháu, gửi những tấm lòng vàng cùng nhau đóng góp để cho giúp cho ba ông cháu hiện tại là có một cái ngôi nhà khang trang, và ngôi nhà mà phải nói là đẹp nhất bản luôn cô bác. Ở đây thì khi mà sơn xong ấy, sơn xong thì ngôi nhà cực kỳ là nổi bật luôn. Đấy. Bên ngoài thì những cái phào chỉ cháu được cũng lựa chọn là những cái màu mà nó màu như cà phê để mà quét lên cho nó thành điểm, những cái điểm mà nổi bật, điểm những cái điểm mà nổi bật của cái ngôi nhà lên. Đấy. Vừa rồi nói chuyện với ông thì cháu được có nghe được một cái câu chuyện mà hôm qua người mẹ của các em là mặt dày lên xin thóc của bác ạ. Nga mê tu hải là tu sứ đi mà tổ dễ ông không cả á. Ít tổ chỉ tay à? Tổ tay á? Là xin một bao của bác nhưng mà ông là không có cho. Ba ông cháu thì cũng không có đủ ăn mà lên xin thóc nữa. Đấy, có lẽ là người mẹ biết là sau khi mà ba ông cháu có nhà mới như này để ở ấy cô bác. Thành ra là chắc là biết là ba ông cháu là đủ ăn đủ sống rồi, cho nên là mới đủ tiền để mà xây nhà. Đấy, cũng ở đây thì cháu Đức cũng không có biết là mẹ của các em là biết là các bác giúp đỡ hay là như thế nào mà mặt dày lại vào đây mà xin thóc. Ông thì cũng có tuổi rồi, năm nay cũng đã gần tuổi mà gần đất xa trời rồi các bác, nhưng mà vẫn còn cố gắng để mà làm sao mà lo lắng được cho con, cho cháu. Tình yêu của ông là dành tặng tới cho hai anh em là vô bờ bến luôn cô bác. Mê tu hai tu sư ma đi một cái rồi dân chứ mấy. Các tin mê sử cao trên hơi hơi ra. Cháu Lực vừa hỏi ông là mẹ của hai anh em về như vậy thì hai anh em có không dám ở nhà hay là như nào?
Thì ông trả lời rằng là có thể là như thế. Củi này thì những cái cành củi mà nó đã khô rồi, thành ra là ông là lên đây ông chẻ để ông đem về là nấu cơm, cũng như là nấu cám lợn luôn. Trong lúc ông đang nấu củi thì cháu Đức sẽ di chuyển lên trên nhà mới trên một chút các bác, xem là trong quá trình mà thời gian mà khi mà mấy anh em mà thợ sơn đấy sơn ngôi nhà thì xem là có bị chỗ nào mà bong bóc bong chóc không, thì cháu Đức sẽ bảo lại các anh rồi các anh sẽ lên lên là làm lại cho cháu Đức, tại vì là sơn này là sẽ bảo hành là cô bác. Ở đây thì khi mà các bác gửi tiền sơn đấy thì các bác cũng lựa chọn là những cái màu sơn rồi gửi cho cháu Lực rồi, xong rồi cháu Lực mới ra quán ra tiệm để mà hỏi, thì người ta mới cho cháu Lực là cái giá như này và cái tiền công thợ của mấy anh em lên thì là bao nhiêu. Hay khi mà có những ánh nắng vào thì nó chiếu vào cái ngôi nhà của bác thì cái màu sơn của nó rất là nổi bật luôn, là nó không hình thành lên là một cái màu sơn mà nó hơi tối tối một chút nữa, mà nó sẽ hình thành lên một cái màu sơn mà phải nói là cực kỳ là sáng luôn. Đấy, nguồn nước như ở chỗ này thì hiện tại là vẫn còn đang có này cô bác này, nhưng mà cũng chỉ có là một tí thôi. Đấy, chỗ này thì hầu như là nó đã bị khô và cạn kiệt hết rồi. Phần đang sâu nhà của ba ông cháu thì hiện tại là chỗ này vẫn còn nó bị giò giò nước ra một chút này. Hay ở đây thì cũng được là các anh là làm ránh, các anh thợ là làm ránh lên mọi cái rồi, cho nên là khi mà có nước vào thì không có sợ là nó sẽ bị vào ở cái phần mà chân tường nữa, sẽ chảy theo cái ránh mà chảy để đi thôi. Một khoảng sân mà phải nói là cũng khá là rộng rãi của bác, khá là thoải mái rồi, cái sân đấy tha hồ mà chạy nhảy rồi. Ở trong nhà thì cũng khi mà sơn xong ấy thì có một chút ánh nắng vào thì sơn nó cũng rất là nổi bật lên, còn những chỗ thì còn chưa có được khô mấy của bác, thành ra là nó vẫn còn bị ướt ướt lên này. Ở đây là những cái chỗ mà sơn mà nó chưa bị khô, nó chưa khô mấy cho nên là nó mới sẽ bị hơi bị như kiểu tối tối, tối màu ấy, cho tối cho sáng. Đấy, nắng như này thì chắc chắn là sẽ khô hết rồi. Ở phần trên chóp chữ A cái chỗ tròn tròn kia thì cháu Lực cũng là sơn lên là thành một cái màu khác. Đấy, phào chỉ mọi cái thì cháu Lực cũng chỉ là kẻ có một vệt thôi, kẻ nhiều vệt quá thành ra là nó bị sẽ bị ngôi nhà nó bị loáng đi hết. Cùng ông mà lấy củi thêm một chút để đợi hai anh em xem là hai anh em đi đâu, tại vì là hôm nay là hai anh em không cầm được điện thoại của bác ạ, cho được nhìn thấy là ông hiện tại là đang cầm theo điện thoại. Đây mát rồi nó sẽ nổ. Cậu ấy tụi hai mấy thì phải đi ít hay hay là gì cậu ấy hay á. Lên mấy ông chú một thái tư tưởng phải nổ.
Cho Lực vừa mới hỏi ông rằng là hồi nhỏ mà khi mà mẹ của Hải với Sử bỏ đi ấy, thì em Hải đang trong quá trình mà uống sữa thì có khóc không hay là quấy nhiễu không, thì ông bảo là rất là nhiều các bác ạ. Ông với bà là đi chợ mua cái gói đường ấy về để mà khuấy để cho Hải là uống mỗi khi là Hải đói Hải khóc ấy. Hỏi rằng là tại sao lại mẹ của Hải lại không có đem đi ấy. Thì mẹ ông của Sử nói là cái gia đình mà người mẹ của các em đi ấy là không nhận con trai, thành ra là hai anh em mới không có được là đi theo mẹ đấy. Nhưng mà phải nói là mẹ của các em thì cũng rất là nhân tâm rồi đấy. Ở đây thì có thể là cháu được nói nó hơi những từ mà hơi nặng một chút. Mẹ tôi hài tôi xử lấy chủ tiết tiết ra tới chứ. Mẹ tôi hài tôi xử tiết ra tới lấy. Mẹ à? Lên mẹ tôi tay Tiết tới á? và tôi thở. Ông thì cũng biết là chỗ mà mẹ của Hải với Sử là đi lấy củi, à đi lấy chồng các bác, là biết là ở nhà nào. Tù nó ghen nổ. Bây giờ thì hai ông cháu là sẽ di chuyển là đi về nhà thôi cậu bác. Xem là hai anh em là đã về đến nhà chưa. Ở đây thì cháu Lực cũng đã gặp và trực tiếp người mẹ của các em là khá là nhiều lần rồi. Và cháu Lực cũng đã nói chuyện rồi. Nhưng mà cháu Lực cũng nhờ là mấy anh em ở trên mấy cô bác ở trên đấy, cô bác biết tiếng Mông ấy, là phiên dịch lại để cho người mẹ mà nghe. Nhưng mà người mẹ cũng chỉ xong là để đấy thôi. Xong mà đến cuối cùng mà cháu Lực quay trở lại, cháu Lực đi về ấy, thì người mẹ lại tiếp tục là đi vào. Em Sử là cũng đi lấy củi của bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy từ xa là thấy em ấy vừa mới vác một vác củi về tới nhà. Cái củi này thì chắc có lẽ là em ấy đi tận lên trên rừng để mà lấy. Ông thì lấy gần nhà, còn em Sử thì đi rừng để lấy. Sử là cũng đi lấy củi về à? Đi tận đâu để lấy đấy? Đi trên rừng kia à? Xin kính chào quý bà cô chú anh chị. Rồi, Sử thì ăn cơm chưa? Chưa. Chưa. Thế bây giờ thì mình nấu cơm để ăn cơm thôi nhỉ? Rồi, đi rửa tay chân đi. Cái nguồn nước này thì đã cạn hết rồi ấy. Hôm nay đi lấy từ mấy giờ đấy Sử? Đi từ sáng sớm luôn à? Thế là lúc dậy là ông chưa biết à? Ông là chưa dậy. Ủa, thế thì đi sớm ấy nhỏ. Thế thì rửa tay xong bây giờ anh em mình nấu cơm ăn cơm thôi nhỉ? Em Sử thì mới đi lấy củi từ sáng đến giờ về, bây giờ về tới nhà thì mới lục đục là đi nấu cơm của bác ạ. Ấy tí rơi nhá. Rồi rồi được rồi. Cắm bao nhiêu bát đấy Sử? Hôm nay cắm bao nhiêu bát đấy? Cắm bao nhiêu? Một thùng á? Một thùng là một bát đấy. Một ống ấy, không phải một thùng. Ở nhà thì em Sử cũng dọn dẹp nhà cửa rất là gọn gàng của bác ạ. Ở đây là cái góc học tập mà của hai anh em, là buổi tối là hai anh em là sẽ học ở đây luôn.
Em Hải không cùng em đi lấy củi à? Hải đi học à? Em Hải đi học à? Vâng. À. Mèo thì có vẻ là đang đói rồi các bác à, rất là kêu bây giờ ấy. Hôm nay thì sẽ ăn cơm mà với Sử thêm một bữa nữa các bác. Sáng hôm nay thì Trần Lực cũng lên và mua cho Sử một ít thịt để hàng tí nữa mà anh em sẽ ăn cơm luôn. Ở trong nhà thì có một cái bóng điện này các bác này, nó chỉ đủ sáng là tầm tầm một cái chỗ mà tay chỗ Lực đang chỉ này thôi. Còn cái bóng điện bên kia là cái bóng đèn năng lượng mặt trời mà cũng được là bà Vương Kim Thanh là gửi tặng cho nên là đến tối thì mới bật. Ở đây thì điện điện của nhà ba ông cháu thì cũng được là bên xã người ta hỗ trợ cho nên là một số điện thì cũng dùng mà rất là ít tiền thôi. Cái nước vo gạo này đổ để lại xong rồi cho lợn. Vâng. Đó. Thế là Sử là đi từ sáng đến giờ là được một vác củi à? Vâng. Đây thì còn là những cái tấm giấy khen mà với những cái tấm ảnh của các em này cô bác. Đây đây là giấy khen của em Hải. Còn ở đây là bức ở đây là ảnh của ai đấy Sử? Anh của em với của Hải với của chú Anh của em của Hải của chú á. của Thế nhưng mà ông đây của này, chú ấy, đây này ảnh đây này, ảnh đây này, anh ấy ảnh Hải ấy, anh Hải đúng à. Đây là hồi nhỏ của Hải các bác. Treo đây thì có vẻ như rất là bụi một chút. Xem mà những cái tấm ảnh của em Hải một chút, rất là bụi rồi các bác ạ. Ở đây thì chắc là những cái tấm ảnh thì là người ta ghép những cái bộ áo này thôi. Đây ở trong nhà thì mình vừa nấu cơm và vừa dù để trong cái đồ dùng ở trong nhà ấy, cho nên là nó là rất là rất nó rất là có nhiều nhiều những cái đen đen này bám vào các bác ạ. Đây thêm một cái bát nữa nhé. Cơm thì em Sử cũng đã vừa mới cắm xong rồi các bác, bây giờ thì sẽ đi ra bên kia để mà thái một chút thịt. một cây rau gà nó lấy in gì lô. Nước này bây giờ có ít rồi Sử nhỉ. Vâng. Cái tách này thì trong đây có đầy nước chưa? Có ạ. Thế là hôm qua là mẹ của Sử là lại về đây à? Vâng. Mẹ thấy ông kể với anh là ra xin thóc à? Vâng. Nhưng mà ông có cho không? Ông không cho đâu. Ông không cho à? Thế lúc đấy là uống rượu chưa? Chưa. Mẹ uống rượu chưa? Có rồi. Uống rượu rồi à? Uống rượu xong thì mới hay xuống nhà của ba ông cháu để mà nói hay là làm những cái điều gì mà nó quá 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 là cảm thấy là nó không được đúng cho lắm ấy các bác. Ở đây thì chắc là có khi là mẹ của các em là thấy là các em với lại ông hiền quá cho nên là bắt nạt. Hôm qua lúc mà mẹ ra xin thóc thì em với em Hải là có ở nhà không? Có ạ. Có à? Thế em nào có em thì có sợ sệt mẹ em không? Có ạ. Có à? Vâng. Nhưng mà cái lý do nào mà em sợ mẹ em? Em chỉ sợ thôi. Em chỉ sợ thôi à?
đây thì em mẹ của em Sử ấy là muốn là cho em Hải là đi đi ở cùng, tại vì em Hải là còn nhỏ cho nên là nói em Hải thì em Hải sẽ gọi là sợ sệt hay là em Sử rất là nhiều, còn em Sử thế này thì em Sử thì là gọi là sợ mẹ, tại vì là mẹ là làm cái điều như vậy đối với hai anh em, thì là em Hải và em Sử là sợ, anh không còn một chút thiện cảm nào với người mẹ. Như em Hải nói à, mẹ là người đẻ em ra nhưng mà mẹ làm điều đấy em rất là buồn. Nếu mà như mà mẹ bây giờ mẹ cho tiền cho Sử với ông để cho em Hải đi ở cùng mẹ thì em Sử có cho đi không? Không ạ. Không cho đi à? Vâng. Nếu mà mẹ cho rất là nhiều tiền thì em có đồng ý không? Không ạ. Không à? Vâng. Đấy, tiền thì à, mặc dù là có thể là bao cháu thiếu thật đấy cô bác, nhưng mà để mà cái tình cảm thì bao cháu à, không thể mà mà nói làm sao cô bác nhỉ? Mà không thể là mà chia rẽ được cả cái tình cảm của bao cháu. Đây, cuộc sống của các em thì bây giờ được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì cũng thay đổi đi thay đổi lên khá là nhiều, thành ra là mẹ của các em mới quay trở lại mà về để mà dụ dỗ này. Nếu mà mẹ về ở cùng nhà mới thì em có cho ở không? Không ạ. Nhưng mà đấy là mẹ của em mà, đây mà tại sao em lại không cho ở? Lúc trước không lấy em thì mẹ em cũng không cho ạ. À, lúc trước là không chọn em đúng không? Vâng. Không chọn ở cùng em đúng không? Vâng. Em bây giờ nếu mà bây giờ mỗi lần mà em gặp lại mẹ em thì em có ghét mẹ không hay là như nào? Không ạ. Em không ghét đúng không? Vâng. Em không, nhưng mà em chỉ cảm thấy là mẹ làm cái điều đấy với em thành ra là mẹ làm điều đấy với em thành ra là em không có thiện cảm gì với mẹ đúng không? Vâng. Ê, sáng nay thì đi lấy củi thì đã ăn gì chưa? Ăn sáng rồi ạ. Ăn sáng à? Vâng. Ăn cơm hay là ăn gì? Ăn cơm rồi ạ. Ăn cơm xong mới đi à? Vâng. Được xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cho Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Và nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cho Lực sẽ gửi cho cô bác. Cho Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.
cái sự việc của người mẹ mà cứ suốt ngày mà ra quấy rối cuộc sống của các em ấy, thì cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi các bác. Đấy, cháu Lực cũng đã nhờ bên chính quyền ở thôn đã vào can ngăn một lần rồi. Đấy, chắc là có thế, chắc là sẽ có thêm một lần nữa để mà nói việc vào can thiệp thêm một lần nữa. Như nếu mà hôm qua không có cái vụ việc mà mẹ lên xin thóc thì có lẽ là cháu Lực sẽ không gọi chính quyền đấy, nhưng mà thấy Sử với lại ông kể rằng là hôm qua mẹ mà xin thóc, cho nên là cháu Lực sẽ quyết định là sẽ có một hôm nào đấy cháu Lực sẽ gọi bên chính quyền ra để mà nói chấm dứt cái câu chuyện mà người mẹ mà cứ suốt ngày ra để mà nói các em hay là xin xỏ các em. Đấy, cũng rất là may là các em không có cho người mẹ của mình cái thứ gì cả. Đấy, hiện tại cái cuộc sống của các em là tất cả là đều được mạnh thường quân giúp đỡ thì các em mới có được như ngày hôm nay. Cái thời điểm mà cháu Lực vừa mới chia sẻ, cái thước phim mà cháu Lực vừa mới đăng tải lên đấy, thì các em phải nói là gặp các em rất là khổ của bác. Đấy, mỗi ngày mà được mạnh thường quân giúp đỡ thì các em là ngày một khác lên. Ôi, ông thì vừa rồi lại đi đâu rồi nhỉ? Không biết. Không biết à? Vâng. Nhà Sử thì có bây giờ thì có ba con mèo rồi các bác, và con mèo mẹ thì vừa mới đẻ thêm hai con mèo con nữa. Vào trong nhà thì chỉ có một cái bóng đèn thôi, cho nên là khá là tối. Bây giờ nó sẽ bật thêm một chút đèn nữa. Nếu mà có hôm nay em Hải mà không có đi học ấy thì em Hải là ở nhà nấu nấu cơm đợi ở nhà. Vâng. Lửa to có không? Không ạ. Hãy nhà cũ của ba ông cháu của bác này ở trên này thì cũng đã gọi là bám rất là nhiều những cái phần khói bếp lên. Đây, ở trên này thì cháu Lực nhìn thấy là ba ông cháu đang đây là đang phơi măng này của bác này. Ở đây là còn một chút măng à Sử? Vâng. Ở đây còn một chút măng nứa nữa của bác. Măng nứa này thì em Sử mang về thì em Sử chỉ có một là phơi ở ngoài nắng, hai là phơi ở trên cái gác bếp như này này. Nhưng mang này để mà nấu cơm ấy, để mà nấu canh ấy các bác, chứ phải nấu cơm nhờ. Để mà nấu canh ấy thì phải nói là rất là ngọt luôn các bác mang đấy. Ở đây thì nếu ở đây thì có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới măng của em Sử thì có thể là điện cho Lực, cho Lực sẽ lên và lấy và gửi cho các bác. Hai con mèo con này thì chắc là cũng hơi đói rồi cô bác ạ, nó mới kêu thế. Để một tí nữa thì ăn sau, kêu quá rồi. Vâng.
như hôm nay nếu mà em Hải là ở nhà không bác, em Hải sẽ ở nhà là nấu cơm đợi anh Sử. Nhưng mà anh em Hải là em mới đi học rồi, thành ra là em Sử là đi làm về em mới tự nấu cơm xong là mới tự ăn. Ông thì vừa rồi là không biết là đi nhà nhà của ai ở trên này rồi cô bác ạ, thành ra là tí nữa chỉ có khi là sẽ hai em sẽ tự ăn cơm thôi. Ở đây thì cũng được bà An Phạm hàng tháng gửi cho các em, thành ra là những cái bữa cơm của các em thì cũng đã cải thiện lên, có những thịt này, có cá này, đủ chất dinh dưỡng để cho các em ăn. Nói là bà An Phạm là bà mà rất là thương yêu các em. Sử thì qua Tết là được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Được 18 tuổi chưa? Qua Tết là được 18 rồi đúng không? Bây giờ thì sang chuẩn bị sang năm mới rồi, sang năm mới rồi cho nên là em Sử cũng lớn hơn 1 tuổi và lại chững chạc hơn rồi các bác. Cái năm nay thì phải nói là một cái năm mà thay đổi cái cuộc sống của các em rất là nhiều, nhà cửa có này, xe có, điện thoại có, tất cả mọi cái đều được các bác mạnh thường quân yêu quý cho các em để mà giúp đỡ các em. Vậy nồi cơm thì bây giờ cũng đã sôi rồi các bác này, chỉ cần là cắm cơm lên thôi, xong là đi xào thức ăn nữa thôi thì là cũng được ăn cơm rồi. Đấy, cái nồi này thì cũng được bà An Phạm là gửi cho, xem là cơm chín chưa. Chín chưa? Chưa. Chưa, đang sôi đúng không? Vâng. Mèo chắc người thấy mùi thịt thơm quá cho nên là kêu, nó cũng đói rồi. Chính rồi nghe. Chín chưa? Chín rồi thì lấy ra thôi, nhưng mà chín đấy. Chín rồi à? Bây giờ là bỏ nước vào đấy xong nấu canh luôn chưa nhỉ? Vâng. Bây giờ thì nấu canh nữa là cũng được ăn cơm rồi nhỉ? Vâng. Có nồi cơm điện xong rồi có thấy tiện không? Có. Sử có thấy may mắn không khi mà mình được các bác giúp đỡ rất là nhiều? Em có biết ơn các bác không? Ở đây thì các bác cũng chỉ mong sao là cái cuộc sống của em cũng như là em Hải, ông nữa là tốt tốt lên là được rồi. Đấy, các bác cũng không mong sao là các em phải báo đáp hay là gửi cái gì cho các bác. Đấy. Vâng. Ở đây thì các bác chỉ có theo dõi được ở những cái thước phim mà anh đăng tải lên thôi. Hôm nay mấy hôm nay thì Sử có vẻ là khá là buồn đấy nhỉ, nhìn vào khuôn mặt đấy. Nước sôi mà
chưa xơi đó. Cho sôi cho rau cải vào là được rồi nhá. Vâng. Ở trong nhà thì khi mà nấu cơm của bác này trên đây phải nói là cực kỳ mà nhiều khói luôn. Cho nên là những lúc mà đang nấu cơm về mình ngồi ở nhà ấy thì có vẻ như là cảm thấy rất là khó thở, tại vì nó có nhiều cái khói mà nhiều khói quá. Vậy ở đây thì rau cải thì cũng là nhà ba ông cháu đã tự trồng cả, cho nên là mấy anh em chỉ có chạy đi xuống dưới là vặt một tí nữa về giờ về rửa là ăn được rồi. Đây thì có cả xương à, Vâng. đây đây thì có cả canh xương ở với rau cải à cô bác. Bây giờ đừng có đậy nắp vào như Hải à Sử nhá, Vâng. mình không đậy nắp thì nó sẽ xanh xanh cái rau đi ấy. Vâng. Cho ăn muối chưa? Chưa đã. Chưa rồi. Vậy bây giờ để nó đun sôi lên một tí thì là ăn được rồi. Đừng có đậy nắp nữa, đậy nắp là tí nó không xanh xanh rau nữa đâu. Đấy, đừng 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 có đậy nữa sửa đấy. Tí nó sôi là được rồi. Đấy, bây giờ cứ để cho nó sôi được. Sử thì mấy hôm nay có bị cúm không? Không ạ. Không đâu à? Vâng. Đấy, ở trên cái chỗ mà cháu được đang ở cô bác này đang bị cái dịch cúm ấy, cho nên là ai ai cũng bị cúm rất là nhiều. Em Hải cũng thấy em Hải thì cháu được cũng đã cho uống thuốc rồi, cho nên là cũng đỡ rồi. Đấy, cháu được thì cũng được là các bác gửi lên thuốc cho khá là nhiều, cho nên là cháu được để ở cái chỗ mà cháu được đang ở, xong là khi mà các em bị ốm hay là ai bị ốm thì cháu được sẽ lấy thuốc ấy ra để mà cho các em uống. Đấy, các bác gửi thì cũng chỉ toàn là thuốc là sốt với lại đau đầu, đau họng thôi. Đấy, trong thời gian qua thì phải nói là Trần Lực cũng rất là có duyên với lại các bác mạnh thường quân, được các bác giúp đỡ rất là nhiều, cũng như là ủng hộ nhiều hoàn cảnh mà cháu được đi chia sẻ. Trời nắng nóng như này thì tí chiều có lại đi lấy củi tiếp không hay là đi đâu làm gì? Không ạ, Không á? mình nghe lấy một vác thôi. Một ngày lấy một vác. Vâng. Cái túi này là túi của ông sao Sử nhỉ? Vâng. Túi của ông thì cũng phải nói là có từ rất là lâu rồi các bác. Ở đây là những cái túi này chắc là do là được bà thêu cho hôm nọ thì đi ra chợ ấy, cũng được là hai chị em Nguyệt Thúy là gửi tặng cho ba ông cháu là mỗi người một hai bộ quần áo để sắm sửa nên là tân gia, thì cháu được cũng đã đưa các em là đi chợ. Còn là ông thì ông không có mặc những cái bộ quần áo mà phổ thông ấy, mà ông chỉ mặc những quần áo mà truyền thống của dân tộc thôi, cho nên là cháu được mua cho ông là một bộ quần áo truyền thống dân tộc Mông. Để mấy đứa đi vào tân gia thì sẽ để ba ông cháu là diện áo mới. Vậy ở ngoài thì trời khá là ấm áp được bố bác ạ. Thời tiết này là thời tiết mà ấm thôi chứ không nó không phải là nắng. Đấy, dè để đâu rồi bát đây. Đấy.
Gà này có phải gà nhà sử không? Đâu? Con kia, con kia. Phải ạ. Phải à? Vâng. Con gà này nuôi được chắc là tầm độ 3 năm rồi đấy nhở? Vâng. Gà này là con gà mà gà trống ấy, gà gọi là gà đàn đấy, gà cho nên là gà đấy là không có thịt được. Gà đấy là chỉ gọi là để làm giống thôi. Ôi, nhà xưởng có mấy cái chè cũng khá to nhỉ. Ở Vâng. đây thì cháu Đức cũng nhìn thấy là nhà xưởng có một cái chè. Cái chè này chắc độ tầm được, có khi là độ mười mấy năm rồi đấy, nó mới to thế. Ở bên kia thì có một gốc chè nữa cũng khá là to. Canh này chắc sôi đấy nhở, xem Vâng. nào, sôi đấy, chín rồi đấy. Điều chưa này. Chín rồi đấy. Bây giờ mình bày mâm kia đó là nó chín rồi là được ăn rồi. Vâng. Mèo thì cũng khá là đói, cho mèo ăn đó. Ông thì vừa rồi đi trên nhà chú là ăn cơm với bác cho nên là không có ăn cơm cùng với các cháu nữa. Tí nữa thì ông mới về cho nên là thức ăn là cũng dành cho ông rồi. Hôm nay thì chỉ có là thịt lợn rang cháy cạnh với lại canh rau cải nó với lại xương một chút. Mèo thì cũng khá là đói nhỉ. Vâng. Em trộn cho mèo một chút đi. Còn bây giờ thì chắc là cháu Đức cũng cùng em Sử là sẽ ăn cơm thôi bác. Hôm nay là chỉ có hai anh em là ăn cơm thôi. Nên vừa rồi cháu Đức cũng đã nói đấy, ông là lên trên nhà của chú cho nên là không có xuống đây ăn cơm được nữa. Đấy. Khói nghiến ngút và nói là cơm canh thì rất là nóng hổi. Thế còn bây giờ thì Sử mời các ông các bạn cơm nhé. Vâng. Từ từ nhé. Rồi. Rồi. Con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Rồi, ăn cơm thôi. Vâng. Đây. Mời anh ăn cơm ạ. Đây, ăn cơm đi. Đấy, bây giờ thì cháu Đức cũng sẽ ăn cơm cùng với lại em Sử của bác. Hôm nay là chỉ có hai anh em là ăn cơm thôi. Ăn cơm cùng Sử cho nó đỡ, cho em nó đỡ buồn một chút. Ăn cơm ở nhà Sử thì ăn cũng ăn khá là nhiều lần rồi này nhỉ. Vâng. Đấy, còn bây giờ thì cháu Đức cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng hai anh em ăn cơm của bác. Đấy, cơm đi, ăn đi. Rồi, ăn thôi. Gạo của nhà Sử thì rất là thơm nhỉ. Vâng. Sửa cơm nhé. Vâng.
Rau cải thì nhà trồng được. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu cũng cùng em xử là ăn cơm một chút đã cô bác. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là hai anh em cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị đã quan tâm tới cái cuộc sống của ba ông cháu cũng như là hoàn cảnh của ba ông cháu cô bác. Còn là bây giờ cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.